kính thiên văn vô tuyến Meerkat ở Nam Phi đã bắt được một tia laser vũ trụ ở xa nhất, nằm cách xa trái đất tới 5 tỷ năm ánh sáng. Quãng đường này tương đương 58.000 tỷ tỷ km. Các phát hiện cho thấy, sự phát xạ đến từ khí nén, cụ thể là các phân tử hydroxin, được tạo thành từ một nguyên tử hydro và một oxy. Những thứ này khi bị kích thích bởi một số quá trình năng lượng phát ra ánh sáng ở một bước sóng rất cụ thể, tạo ra một tín hiệu giống như tia laser. Quá trình này được gọi là hydroxin megamasers, được tìm thấy trong các thiên hà giàu khí sáng trong tia hồng ngoại. Chúng là dấu hiệu của sự hợp nhất thiên hà. Vì vậy, việc nghiên cứu những megamasers này mở ra một phương pháp mới để nghiên cứu sự tiến hóa của các thiên hà. Tác giả chính, tiến sĩ Masinglo Waki từ Đại học Curtin cho biết, khi các thiên hà va chạm, chất khí phóng ra cực kỳ đậm đặc và có thể kích hoạt các chùm ánh sáng tập trung bắn ra ngoài. Đây là mega major hydroxin đầu tiên thuộc loại này được quan sát thấy và là một trong những vật thể xa nhất mà kính viễn vọng có thể nhìn thấy từ trước tới nay. Thiên hà đã được đặt biệt danh là Nkulakuta, có nghĩa là ông chủ lớn, trong ngôn ngữ Isizulu. Nó có độ sáng tích hợp hơn 6.000 lần so với mặt trời của chúng ta. Điều thú vị là khám phá đến từ đêm đầu tiên quan sát trong chương trình dự kiến nghiên cứu bầu trời đêm trong 3.424 giờ. Tiến sĩ Glowacki nói thêm, thật ấn tượng khi chỉ với một đêm quan sát, chúng tôi đã tìm thấy một mega major kỷ lục. Nó cho thấy kính thiên văn thực sự rất tốt. Dự án Lazuma nhằm mục đích nghiên cứu rất sâu về một vùng nhỏ của bầu trời, đặc biệt tập trung vào sự phát thải hydro và hydroxin từ các thiên hà rất xa. Mục đích là để tìm hiểu thêm về các thiên hà qua các thời đại của vũ trụ, và với tia laser mega major này, quả là một ứng cử viên thú vị để làm điều đó. Meerkat là một trong hai kính thiên văn vô tuyến sẽ được xây dựng trên khắp Australia và Nam Phi để trở thành kính viễn vọng vô tuyến lớn nhất thế giới. Hai anten vô tuyến càng xa nhau thì quan sát càng chính xác nhờ một điều kỳ lạ của vật lý. Vì vậy, việc đặt nhiều anten ở các quốc gia khác nhau, cách xa nhau sẽ tạo ra một công cụ đáng kinh ngạc. Ngôi sao đang chết giải phóng các vòng tròn bí ẩn. Các nhà thiên văn học phát hiện ngôi sao khổng lồ đỏ có tên V Hydrae đang giải phóng những vòng khói kỳ lạ như sương mù trước khi phát nổ. Khi các ngôi sao có khối lượng từ nhỏ đến trung bình cạn kiệt nhiên liệu hydro trong lõi, áp suất bên ngoài trở nên mất cân bằng với lực hấp dẫn bên trong, khiến chúng sụp đổ. Khi đó, lớp vỏ plasma bao quanh lõi trở nên đủ nóng để bắt đầu tổng hợp hydro, sản sinh nhiệt lượng làm giãn nở đáng kể các lớp bên ngoài của thiên thể, biến nó trở thành một ngôi sao khổng lồ đỏ. V Hydrae là một trong những vật thể như vậy. Nó nằm cách trái đất khoảng 1.300 năm ánh sáng và đang bước vào giai đoạn tiến hóa cuối cùng trước khi sụp đổ thành sao lùn trắng. Trong giai đoạn này, các ngôi sao hút sạch vật chất từ lõi của chúng và giải phóng vào không gian xung quanh. Các nhà thiên văn học cho biết, V Hydrae đang phóng ra 6 vòng tròn khói mờ như sương mù cùng với một cấu trúc hình đồng hồ cắt khổng lồ. Phát hiện này dựa trên các quan sát từ kính viễn vọng không gian Hubble và hệ thống kính viễn vọng vô tuyến Almer trên sa mạc Atacama ở Chile. Theo tác giả chính của nghiên cứu Ra Van Rasahai từ phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực của NASA, cấu trúc hình đồng hồ cát được tạo thành từ hai đám mây vật chất và chùm tia phản lực phun ra từ hai cực của ngôi sao với tốc độ lên tới 240 km/giây. Nó vuông góc với mặt phẳng chứa các vòng tròn khói bí ẩn. Những đám mây đồng hồ cát không phải khám phá hoàn toàn mới. Các nhà thiên văn học đã quan sát thấy hiện tượng tương tự trong tinh vân con cua phương Nam, cách trái đất 6.849 năm ánh sáng. Ở trung tâm của tinh vân này là một cặp nhị phân, bao gồm một sao lùn trắng và một sao khổng lồ đỏ. Ngoài các vòng tròn khói bí ẩn và cấu trúc mây đồng hồ cát, V Hydrae còn phát ra các vụ nổ khí siêu nóng hoặc plasma khoảng 8,5 năm một lần. Nhóm nghiên cứu nghi ngờ những hành vi kỳ lạ này có thể liên quan đến một ngôi sao đồng hành, nhưng sự tồn tại của nó vẫn chưa được xác nhận. Việc theo dõi hành vi của những vật thể như vậy sẽ giúp các nhà thiên văn học hiểu rõ hơn về điều gì xảy ra trong giai đoạn tiến hóa cuối cùng của các ngôi sao. Phát hiện thiên hà xa nhất cách 13,5 tỷ năm ánh sáng. Các nhà thiên văn học vừa phát hiện vật thể HD1 có khả năng là vật thể thiên văn xa nhất từng ghi nhận. Đây nhiều khả năng là một thiên hà nằm cách trái đất khoảng 13,5 tỷ năm ánh sáng, xa hơn 100 triệu năm ánh sáng so với thiên hà đang giữ kỷ lục GNZ-11.
HD 1 đặc biệt sáng dưới ánh sáng cực tím, cho thấy hoạt động năng lượng cao trong thiên hà. Do đó, các nhà khoa học ban đầu đưa ra giả thuyết đây có thể là một thiên hà bùng nổ sao, loại thiên hà sản xuất sao với tốc độ tương đối nhanh. Nhưng khi nghiên cứu kỹ hơn, họ nhận ra nó tạo ra tới hơn 100 ngôi sao mỗi năm, nhanh gấp 10 lần các thiên hà bùng nổ sao điển hình. Các nhà nghiên cứu đưa ra hai giả thuyết mới để giải thích năng lượng cực lớn phát ra từ HD1. Thứ nhất, nó có thể chứa một hố đen siêu khối lượng nặng gấp 100 triệu lần mặt trời ở trung tâm. Nếu vậy, đây sẽ là hố đen cổ xưa nhất với kích thước này từng được quan sát. Thứ hai, HD1 có thể chứa một số ngôi sao sinh ra sớm nhất vũ trụ. Theo Fabio Pacucci, đồng tác giả nghiên cứu, nhà thiên văn học tại Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard Smithsonian, cho biết, loạt sao đầu tiên hình thành trong vũ trụ có khối lượng lớn hơn, sáng hơn và nóng hơn những ngôi sao hiện tại. Những ngôi sao này gọi chung là sao quần thể 3. Chúng là những ngôi sao thế hệ đầu tiên trong vũ trụ, được cho là tạo ra lượng ánh sáng cực tím cao hơn nhiều so với những ngôi sao thông thường. Điều này có thể giải thích cho độ sáng của HD1. Nếu chứng minh được HD1 chứa sao quần thể 3, đây sẽ là lần đầu tiên giới thiên văn quan sát được loại sao này. Các nhà khoa học phát hiện HD1 trong 1.200 giờ quan sát với kính viễn vọng Subaru đặt tại Hawaii, kính viễn vọng Vista ở Chile, kính viễn vọng Infrared ở Anh và kính viễn vọng không gian Spitzer hiện đã nghỉ hưu của NASA, sau đó xác nhận khoảng cách của nó nhờ các quan sát do hệ thống kính viễn vọng Almer ở Chile thu thập. Nhóm nghiên cứu sẽ sớm theo dõi HD1 bằng kính viễn vọng không gian James Webb để khẳng định thêm những ước tính của mình. Lần đầu tiên chụp được hành tinh còn trong bụng mẹ, gấp 2.800 trái đất. AB Aurigae B đang trong giai đoạn hình thành sớm nhất từng được quan sát đối với một hành tinh khí khổng lồ và không hình thành theo cách thông thường. Theo The Guardian, các nhà khoa học đã mô tả đó là một hành tinh còn trong bụng mẹ, nhưng đã có khối lượng gấp 9 lần sao mộc, tức 2.862 lần trái đất. Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà vật lý thiên văn Tinkery thuộc nhóm điều hành kính viễn vọng Subaru và trung tâm nghiên cứu NASA Ames đã kết hợp Subaru và kính thiên văn vũ trụ Hubble để quan sát và chụp được hình ảnh hiếm hoi về AB Aurigae B. Hành tinh AB Aurigae B thực chất vẫn là một thứ như tiền hành tinh, chứ chưa phải một thế giới hoàn chỉnh. Nó là một khối vật chất chưa rõ nét chìm trong một đĩa khí và bụi mở rộng, mang vật chất hình thành các hành tinh quay quanh ngôi sao mẹ AB Aurigae. Ngôi sao AB Aurigae nằm cách trái đất 508 năm ánh sáng, nặng gấp 2,4 lần mặt trời và sáng hơn 60 lần. Nó mới chỉ 2 triệu tuổi, trẻ hơn mặt trời rất nhiều. Sự ra đời của AB Aurigae B cũng khác biệt so với suy nghĩ thông thường rằng hành tinh ra đời nhờ sự tích tụ chậm chất rắn và lõi đá. Sau đó, lõi rắn đủ lớn thì mới bắt đầu tích tụ khí ở các trường hợp hình thành hành tinh khí, mà thay vào đó, AB Aurigae B hình thành khi đĩa xung quanh ngôi sao nguội đi, lực hấp dẫn khiến nó phân mảnh thành nhiều khối vật chất lớn, rồi từ đó hình thành các hành tinh. Nó đang đạt đến kích thước tối đa để có thể được phân loại là một hành tinh, thay vì một sao lunar, vật thể nằm chính giữa trạng thái sao và hành tinh,